Thưa quý vị, chiều nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự án luật thủ đô sửa đổi, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tham dự về phía Đảng đoàn Quốc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương và các ủy viên Đảng đoàn Quốc hội. Về phía Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ Tư pháp, Tài chính, Xây dựng. Dự án luật thủ đô sửa đổi đã được chỉnh Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 và theo chương trình sẽ được chỉnh Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là dự án luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ với riêng Hà Nội mà còn với cả nước, với tính chất Hà Nội là thủ đô của cả nước. Đây cũng là dự án luật khó, vừa mang tính đặc thù, vừa mang tính đa ngành, có nhiều nội dung quy định các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, khác với quy định pháp luật chung hiện hành. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cụ thể về các quy định liên quan tới áp dụng luật thủ đô, các quy định phát triển giao thông công cộng thủ đô, nhất là quy định về TOD, bổ sung nguồn lực tài chính để phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng, về quản lý giới hạn không gian ngầm, liên kết vùng cũng như tính toán thời gian áp dụng pháp luật của dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện các nội dung với tinh thần khẩn trương, thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để hoàn thiện thể chế phát triển cho thủ đô. Đồng thời phải tạo được bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Tôi đề nghị là phải nghiên cứu tối đa ý kiến của các bộ, nhất là các bộ chuyên ngành, người ta đã có ý kiến ở chỗ này. Và rà soát lại các cái quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc. Tôi nói đi nói lại là phải thể chế hóa được cái quan điểm của Đảng ta về phát triển thủ đô, trực tiếp là nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Chủ tịch Quốc hội cho biết đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ sau khi có ý kiến của Quốc hội. Bên cạnh đó, dự thảo luật thủ đô sửa đổi có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch thủ đô và đồ án quy hoạch chung thủ đô. Chủ tịch Quốc hội cho rằng các cơ quan chức năng và thành phố Hà Nội cần chú trọng mối liên hệ của quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung của Hà Nội. Trong đó, quy hoạch tổng thể phải đi trước một bước và đồ án đi sau, nhưng phải phù hợp với nhau, phù hợp với quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành quốc gia. Căn cứ để xây dựng quy hoạch và đồ án là dân số, lao động, lực lượng vũ trang, sinh viên, khách du lịch vãng lai. Về vấn đề này, Hà Nội cần phải ra soát lại sát với thực tế để thực hiện. Bên cạnh đó, quy hoạch thủ đô và đồ án điều chỉnh cần có mối liên quan giữa các nghị quyết chủ trương của Đảng, như nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Hà Nội cũng cần phải thực hiện tư duy mới trong quy hoạch đô thị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đặc biệt nhấn mạnh, nếu luật thủ đô sửa đổi, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, được xem xét cho ý kiến thông qua tại cùng một kỳ họp, sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý và thể chế hết sức quan trọng cho thủ đô phát triển. Do đó, cần phải quyết tâm chuẩn bị tốt nhất cho các nội dung quan trọng này.